Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. À, thưa các bạn, không phải là ngẫu nhiên mà ngay từ khi sinh ra thì người ta đã luôn chú trọng đến vấn đề tăng cường hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch thì được coi như là bức tường thành bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại cho cơ thể như là các loại virus, vi khuẩn, nấm men, nấm mốc hay là ký sinh trùng. Nếu như hệ miễn dịch của chúng ta yếu dần đi thì chúng ta sẽ có nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm. Mỗi khi mắc bệnh thì chúng ta thường có xu hướng là sử dụng các loại thuốc kháng sinh và điều này thì lại ảnh hưởng không hề tốt tới cơ thể của người dùng. Vậy nên là một cơ thể khỏe mạnh không nhiễm bệnh luôn là vấn đề được mọi người quan tâm cũng như là chăm sóc hàng đầu. Ở chính vì vậy, đông trùng hạ thảo hộp gỗ 60 viên đến từ Hàn Quốc này là một trong những phương pháp hàng đầu tăng cường hệ miễn dịch. Ở một số hoạt chất điều hòa miễn dịch trong đông trùng hạ thảo hộp 60 viên thì đã được chứng minh lâm sàng như là codicepin, EPSF hay là APS À, vì vậy, đông trùng hạ thảo thì nổi danh là loại thảo dược được sử dụng giúp kích thích cũng như là ức chế miễn dịch. Ở sản phẩm này thì sẽ giúp bảo vệ cơ thể thoát khỏi sự xâm nhập của các mầm bệnh cũng như là các chất gây hại trong cơ thể. Đặc biệt là với các bệnh nhân thực hiện phẫu thuật cấy ghép nội tạng, ở sử dụng đông trùng hạ thảo hộp gỗ 60 viên như thế này thì sẽ giúp cho cơ thể tránh đào thải đối với tạng mới ghép. Ở ngoài ra thì viên uống đông trùng hạ thảo này còn làm tăng cường hoạt động miễn dịch tế bào dịch thể, giúp chống viêm nhiễm, ngăn chặn sự phát triển lây lan của vi khuẩn virus, cũng như là giúp chúng ta giảm dần các loại bệnh tật, ngăn ngừa, phòng chống di căn trong ung thư. Ở chính vì vậy, đối với những người có cơ thể yếu hay là hệ miễn dịch yếu kém, thường xuyên mắc các bệnh vặt như là ho, cúm, sốt hay là viêm họng, thì cũng nên sử dụng sản phẩm đông trùng hạ thảo dạng viên uống này. Đông trùng hạ thảo dạng viên uống này thì có dược tính vô cùng phong phú cũng như là đặc biệt, bởi nó có chứa tới 17 loại axit amin cũng như là các nguyên tố vi lượng vitamin phong phú giúp bồi bổ hỗ trợ sức khỏe và chống suy nhược cơ thể vô cùng tốt à, như vậy thì sản phẩm này vừa tăng cường hệ miễn dịch vô cùng tốt cho người dùng lại có công dụng là tăng cường sức khỏe à, và nhiều khách hàng thì khi sử dụng hoặc là quan tâm tới sản phẩm này thì đều thắc mắc một câu hỏi chung rằng liệu đông trùng hạ thảo được chế biến dưới dạng viên như thế này thì có còn giữ được các nguyên chất ở trong sản phẩm hay không thì Kiều anh xin được trả lời rằng mặc dù đã được chế biến thành dạng viên uống như trên nhưng sản phẩm đông trùng hạ thảo này vẫn giữ nguyên được các dưỡng chất mà nó cần thiết cũng như là các nguyên tố vi lượng và các axit amin cần thiết cho cơ thể thế nên là các bạn có thể là hoàn toàn yên tâm khi sử dụng sản phẩm này nó sẽ không gây tác dụng phụ gì cho cơ thể cũng như là phản ứng phụ không đáng có nào cả ờ, ngoài ra thì khi sử dụng sản phẩm này để tăng cường hệ miễn dịch uh, khiến cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn phòng tránh được các loại bệnh tật thường xuyên gặp thì nó còn giúp cho chúng ta là có làn da rẻ hồng hào hơn cũng như là sức khỏe tốt hơn ngăn chặn được một số căn bệnh nguy hiểm như là ung thư huyết áp hay là tim mạch ở như vậy thì người ta thường nói rằng chỉ với một sản phẩm nhỏ như thế này thôi mà đã có rất nhiều công dụng tốt cho cơ thể như vậy thì các bạn còn chờ gì nữa mà không sử dụng đúng không ạ à và với sản phẩm này thì cách sử dụng cũng vô cùng là đơn giản thôi mỗi ngày chúng ta chỉ cần sử dụng một viên đông trùng một cho đến là hai viên đông trùng hạ thảo như thế này là đã có được sức khỏe rất tốt rồi và đặc biệt là chỉ sau từ một hai cho đến là một tháng sử dụng thôi thì chúng ta sẽ cảm thấy là sự khác biệt trong cơ thể của mình cũng như là các loại bệnh sẽ được là đánh bay khỏi cơ thể của chúng ta. Ở ngoài ra thì nếu như là các bạn còn đang thắc mắc rằng chưa biết mua sản phẩm đông trùng hạ thảo dạng viên uống này ở đâu để có thể là an tâm sử dụng và mua được hàng chính hãng thì hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24h là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm đông trùng hạ thảo dạng viên uống đến từ Hàn Quốc này. Ở ngoài ra thì các bạn cũng có thể là đến trực tiếp cửa hàng của Korea Shop 24h tại địa chỉ là số 2 ngõ 79 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội để có thể là nhận được tư vấn trực tiếp về sản phẩm đông trùng hạ thảo hoặc là những sản phẩm khác đến từ Hàn Quốc mà bạn đang quan tâm. Korea Shop 24 giờ với phương châm chất lượng là uy tín hàng đầu, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại.